Đây em quay lại. Câu hỏi mà nâng mũi sụn Mỹ hay là sụn silicone thì mọi người hãy xem video này, Ly sẽ phân tích ra cho mọi người xem nhé. Ở trên tay Ly là sẽ có một loại sụn silicone của Hàn và của Mỹ. Và của silicone của Nhật Bản thì hiện tại Việt Nam mình không thấy mọi người nhé, không có. Ly không thấy. Và ở thương mại thì chỉ có là silicone sụn của Mỹ hoặc là của Hàn. Thì mọi người cùng coi để Ly phân tích những cái dòng sụn nâng mũi trên thị trường để mọi người biết có kiến thức hơn về nâng mũi nha. Thì trước tiên thì Ly sẽ cho mọi người xem quay lại em. Đây là những dòng sụn silicone được gọi là sụn Mỹ của những bác sĩ Việt Nam hoặc là những thẩm mỹ viện người ta đang sử dụng. Đây những kiểu silicone như thế này. Đây những cái kiểu sụn silicone như thế này. Và ở trong này cũng có là sụn Sugifoam. Sugifoam Ly đã tháo ra. Đây là sụn Sugifoam. Còn đây là sụn cũng là silicone. Có rất là nhiều chất liệu. Đây cũng là một ca mũi sụn nanofoam Ly tháo ra ha. Rất là nhiều. Thì thôi bây giờ Ly sẽ phân tích sơ cho mọi người hiểu. Cái dòng sụn này á, cái dòng sụn trong nâng mũi này á thì nó là một chất liệu nó rẻ tiền nhưng mà nó có ưu điểm nữa là nó dễ điểu gọt và thiết kế. Nhưng và nó có một cái nhược điểm á, không, nó vẫn còn một ưu điểm nữa là những bạn nào, những chị em nào mà kiểu như da mà da rất là mỏng thì cái sụn màu nâu này nó sẽ đỡ lộ hơn cái sụn silicone màu trắng á mọi người nhá. Thì cái sụn silicone màu nâu này nó có ưu điểm là nó đỡ lộ hơn. Nó ưu điểm là đỡ lộ hơn và nó rẻ tiền hơn và nó dễ thiết kế, là có nghĩa là nó dễ đẻo gọt, nó giống như đất sét vậy đó. Mọi người muốn nặng sao nặng, mọi người có thể dùng dao để cắt bỏ, gọt sụn theo cái ý của mình mong muốn. Còn ngược lại mà khi chúng ta dùng những cái dòng sụn silicone này màu trắng này thì đa số những loại silicone màu trắng đều là những dòng silicone đúc dẻo, thì khi mà chúng ta dùng dao gọt nó rất là khó. Chính vì gọt nó khó nên các bác sĩ Việt Nam thường hay sử dụng cái dòng sụn màu nâu này ha. Và cái dòng sụn gọt, cái dòng sụn mà màu nâu này thường người ta dùng trong cấu trúc hoặc là bán cấu trúc tùy theo cái sụn mà có chăng. Ví dụ đây là cái dòng sụn có chăng được gọi là nâng mũi bán cấu trúc, hoặc là mọi người có thể nâng nội soi. Đây sụn có chăng. Nhưng mà cái sụn này thì nó thường xảy ra biến chứng nhiều hơn. Ví dụ như có nhiều bạn mà muốn Ly nâng mũi cao quá thì Ly cũng khuyên không nên nâng cao, tại vì một thời gian sau nó sẽ bị lộ cái đầu mũi ra. Tại vì bản chất cái sụn silicone này khi đưa vào trong mũi một thời gian sau á, có nhiều cái cơ thể, cái cơ chế mỗi người khác nhau, có nhiều người á là nó bị tăng sinh bao sơ và tự động nó di lệch theo thời gian. Có nghĩa là lần đầu á, thì có thể là bác sĩ đặt nó đúng, nhưng mà bản chất của nó khi chúng ta sinh hoạt mạnh hoặc là vận động mạnh hoặc là do tác động lực thì nó bị lệch hoặc là nó bị tự nhiên nó trôi nổi lên, có nghĩa là có thể trồi lên. Nếu như mà chúng ta làm căng quá thì nó bị trồi lại, nó đẩy lên, thì vô tình nó đẩy lên thì nó làm cái đầu mũi của chúng ta nó bị áp lực và nó sẽ bị lộ sụn ha. Nên chúng ta có thể làm được. Những chị khách hàng của Ly ngày xưa người ta nâng cái chất liệu rẻ tiền cũng được, nhưng mà người ta làm cái dáng mũi thật sự nó không có được đẹp, nó chỉ có cái sóng thôi. Mà nếu như chúng ta làm cao quá mà làm đẹp mà không có sóng nhưng mà đồ bền tới 20-30 năm là chuyện bình thường. Mà có những khách hàng trường hợp gần 30 năm Ly tháo mũi ra là nguyên cái sụn còn nguyên không sao cả. Nhưng mà nó là cách của thẩm mỹ thì nó khác nhau. Và cái thời hiện tại bây giờ có rất là nhiều, dù là miền Nam hay miền Bắc, ở Việt Nam mình á, khi mà Ly đi ở nước ngoài á thì hầu như không có bác sĩ nào dùng cái sụn này. Sụn màu nâu được gọi là sụn Mỹ. Thì Ly phân tích về giá, chị chờ em xíu nha, em phân tích cho cộng đồng khách hàng người ta hiểu. Thì khi về giá, một cái sụn này về tới Việt Nam mà ví dụ như mua vào nó có 200.000, thì ở từ Mỹ về thì nó, ví dụ mọi người nghe gọi là sụn Mỹ đúng không, thì từ Mỹ về thì dỗ là $1, cái tầm 20.000 cái sụn thì nó rất là rẻ. Thì câu chuyện ở đây á, là qua một quá trình thời gian dài Ly đã làm mũi nhiều thì Ly cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề trong mũi và Ly thấy Ly không quyết định không sử dụng cái sụn này nữa. Ly đã quyết định không sử dụng nó cách đây hơn một năm rồi. Tại vì ban đầu á, Ly sử dụng cái sụn này cho khách hàng,
mà Ly đã bỏ nó rồi, nhưng mà hiện tại Ly đã bỏ cái sụn này rồi, nhưng mà hiện tại Ly thấy còn rất là nhiều spa và bác sĩ và thẩm mỹ viện người ta cũng sử dụng cái sụn kiểu như màu nâu này. Nhiều bác sĩ vẫn sử dụng, tại vì sao? Nó dễ thiết kế, nó dễ đẽo gọt, nhưng mà nó dễ gây ra biến chứng. Nó rất là dễ gây ra biến chứng. Nên Ly khuyên nếu như mọi người còn sử dụng cái chất liệu này thì mọi người làm thật là thấp cho Ly. Đừng bao giờ ham làm cao. Chúng ta làm tự nhiên hết mức có thể để nó an toàn cái phần đầu mũi. Nhưng mà nó quan trọng nhất là cái khâu thiết kế. Mình gọt sụn như thế nào để cho nó vừa ôm với cái đầu mũi. Ví dụ cái đầu mũi có nhiều khách hàng nó thì chỉ lên được 2mm, 3mm, 2mm thôi. Đa số lên 3mm là nó sẽ biến chứng sau một năm. Nên chúng ta phải làm như thế nào để tính toán bù trừ để tăng thể tích đầu mũi lên, tăng cái độ dày của đầu mũi lên và nó an toàn cho khách hàng. Và chúng ta có một cái dáng mũi nó hơi lượng nhẹ tí. Nên cái phương pháp hiện tại ở những giữa năm 90 á, ở bên Mỹ là bên châu Âu người ta không có xài những cái dòng sụn L này. Đây là những cái dòng sụn L này cả tầm 23 năm 30 năm trước đấy. Thì bên châu Âu người ta không làm. Nhưng mà hiện tại là bên Thái Lan người ta vẫn làm. Nhưng mà khi bên Thái Lan người ta làm thì họ cũng gây ra nhiều biến chứng trong mũi rất là nhiều, chứ không phải riêng về Việt Nam mình. Vì sao? Nhu cầu của khách hàng người ta muốn cao bay, và các bác sĩ chiều theo chiều gió, kiểu như theo khách hàng làm cao bay rồi bắt đầu 1 năm 2 năm sau nó bay luôn cái mũi, rồi lúc đó mọi người mới đi làm lại. Nên thật sự mà công bằng mà nói thì Ly thấy cái phương pháp nào nó cũng sẽ có cái biến chứng và rủi ro cả. Nên cái kinh nghiệm phẫu thuật của người làm đánh giá, ví dụ ca mũi của chị này, Ly đánh giá là Ly có thể là làm hôm nay ca mũi nội soi mổ kính được, nên Ly mới nhận ca mũi này Ly làm nội soi, và một lát nữa thì mọi người xem kết quả sao. Thì cái ca mũi nội soi này Ly sẽ dùng cái kỹ thuật là thu nền xương rồi bọc sụn tai ở đầu mũi, được bọc thêm cái lớp mô để cho nó đệm cái đầu mũi lại cho nó an toàn. Rồi xong, bắt đầu về nâng mũi cấu trúc. Ly sẽ đổ cái này ra. Nâng mũi cấu trúc thì đây, ở hiện tại nâng mũi cấu trúc là một cái kỹ thuật mà sụn nó rời, lắp ghép rời. Đây em quay lại ha. Em có thể quay cam ngược lại, em tắt em quay cam ngược lại cũng được. Nói về sụn nâng mũi cấu trúc thì chúng ta có những cái dòng sụn như thế này. Hiện tại là những cái dòng sụn như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều cái size, ví dụ nó size A, size B, size E, size F, nó là một cái form này. Ly sẽ tháo ra cho Ly thử cho mọi người xem. Đây, ví dụ như trường hợp này là chúng ta làm cấu trúc thì chúng ta sẽ đặt cái sụn này vào đây. Ví dụ như cái sụn này nó dài quá thì nó sẽ có cái size ngắn hơn. Là các bác sĩ Hàn Quốc người ta đã thiết kế ra những cái dòng sụn như thế này. Và em lại đây cho khách hàng xem. Nó sẽ có những cái dòng sụn mà hình dạng thân rời, không chăng, nhưng mà nó có hình đầu chữ Y này. Đấy. Và cũng có cái loại mà nó không có hình đầu chữ Y và đầu nó tam giác ở gần cái phần ở đỉnh của cuối của đuôi sụn. Thì mọi người thấy ở trong cái khay sụn này của Ly thì nó có rất là nhiều cái loại mà dành cho rất là nhiều cái form mũi. Ví dụ như là cái mũi thấp, chúng ta sẽ chọn cái size nào cho nó phù hợp. Giống như chúng ta đi mang đôi dép vậy đó. Chúng ta mang dép nhìn cái đôi chân là mình phải biết là mình mang đôi nào vừa. Nhưng mà cái điều khó khăn ở đây là trong nâng mũi nó không giống như đôi dép. Nhưng thì chúng ta người bác sĩ thì chọn cái size mũi như thế nào để nó hợp với lại gương mặt thì đó mới là cái vấn đề. Lê sẽ chia sẻ tiếp tục cho mọi người. Hiện tại nó hết thời gian rồi. Bye bye mọi người.